Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5, một ủy ban quốc hội Mỹ sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai về các vật thể bay không xác định UFO lần đầu tiên trong hơn 50 năm. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cho biết, công chúng có quyền được biết những gì chính phủ nắm được về các vật thể bay chưa được lý giải này, và đây là từ lâu đã là chủ đề của các thuyết âm mưu. Phiên điều trần vào sáng ngày 17 tháng 5, theo giờ Mỹ, được tổ chức sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hồi năm ngoái công bố văn bản rà soát hàng loạt báo cáo về các vật thể bay không xác định diễn ra từ năm 2004 tới năm 2021. Giới chức Mỹ cho biết các báo cáo này không đưa ra minh chứng kết luận về hoạt động của người ngoài hành tinh, nhưng khả năng này cũng không bị loại trừ. Theo đó, tiểu ban chống khủng bố, phản gián và chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ sẽ nghe điều trần từ các quan chức quốc phòng Mỹ về các báo cáo liên quan tới các hiện tượng trên không, không xác định cũng như các rủi ro mà các hiện tượng này mang lại đối với an ninh quốc gia. Ông Ronald Moultrie, Thứ trưởng phụ trách Tình báo và An ninh Quốc phòng Mỹ, và Scott Bray, Phó Giám đốc Tình báo Hải quân Mỹ sẽ tham gia điều trần. Được biết, mục đích của phiên điều trần là nhằm cho công chúng cơ hội được nghe trực tiếp từ các chuyên gia và lãnh đạo các cơ quan tình báo về một trong những bí ẩn lớn nhất của thời đại. Theo báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, các vật thể này có thể làm ảnh hưởng tới an toàn bay và có thể mang lại mối nguy hiểm rộng hơn nếu là hoạt động của một chính phủ nước ngoài chống lại các hoạt động quân sự của Mỹ hoặc thể hiện sự đột phá trong công nghệ hàng không của một đối thủ tiềm tàng của Mỹ.